Diệu âm Tình Hải và kế đến kính xin ban tổ chức chuyển đến cho máy Diệu âm Thanh và kính xin máy Tịnh Phước Đạo Tràng Thiện Duyên chuẩn bị ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải cho con hỏi. Mẹ con năm nay đã ngoài 80 tuổi, mẹ con có niệm Phật, có phát nguyện vãng sanh. Con có khuyên mẹ nên mời ban hộ niệm càng sớm càng tốt vì lúc này mẹ còn tỉnh táo. Nhưng mẹ nói mẹ còn lâu mới chết, đến 90 tuổi mẹ mới chết. Con xin hỏi thầy câu nói này của mẹ con có quá là thượng mạn không? Có chủ quan với huệ mạng của mình không ạ? À? Vì đã cho rằng mình còn sống đến 90 tuổi mới chết. Con xin thầy Diệu Âm Tịnh Hải khai thị cho mẹ con hiểu được lợi ích của việc mời ban hộ niệm sớm trong lúc còn tỉnh táo là như thế nào. Chúng con thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nghe nói mẹ của con có niệm Phật, có nguyện vãng sanh cũng mừng mừng. Nhưng sau cùng nghe tới vãng sanh thì nói mẹ chưa chết đâu con. Tức là nghĩ rằng à, mẹ trên 90 tuổi mới chết, tức là vẫn còn tham sống sợ chết. Như vậy thì mẹ con cũng có niệm Phật, cũng có nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh giả đò, coi chừng bà mẹ này giả đò rồi. Nguyện vãng sanh lấy lệ. Chư vị ơi, mong cho cái ban hộ niệm nào đến nói thẳng với bà cụ này: cụ ơi, chúng con không có năng lực nào cứu cụ, mà chúng con chỉ nhắc nhở cho cụ, cụ phải làm được thì cụ mới được vãng sanh. Ví dụ như cụ mà muốn sống thêm thì cụ không được vãng sanh, cụ bỏ đi thì cụ mới được vãng sanh. Cụ phải tha thiết con đường vãng sanh thì cụ mới được vãng sanh. Cụ không tha thiết con cũng chịu thua. Nói rõ ràng với người bệnh và gia đình biết là tất cả đều do chính người bệnh phải thực hiện đấy. Theo như Tịnh Hải thấy là cái bà cụ này hình như đang sợ chết trong đó, mà chúng ta không may. Vì một người mà muốn vãng sanh thì không bao giờ mà hẹn nay hẹn mai được. Mà những người hẹn nay hẹn mai thường thường không trật chỗ này thì cũng sai chỗ nọ. Vì nay đã trên 80 tuổi rồi, còn gì nữa mà trần với chờ. Nếu mà thí dụ còn khỏe thì nếu mà thực sự là gia đình có lo cho mẹ biết thì nếu mà còn khỏe thì mời mẹ mình tới tham gia với đạo tràng, cùng tu chung với người ta, hoặc là đi hộ niệm cho người ta để rút kinh nghiệm cho mình, để lấy cái công phu này mà để làm cái công đức cho chính mình, để mình đi vãng sanh thì mới đúng. Chứ còn nói là gia đình muốn ngồi mời ban hộ niệm mà nói, mẹ chưa chết đâu con, mời chi sớm vậy, là coi chừng mẹ mình thấy gì nên mẹ sợ chết quá con ơi thì hơi mắc cỡ. Cho nên mẹ nói, mẹ không chưa chết đâu con, cho nên mong gia đình phải hiểu cho nó thấu cái ý ở trong. Thì khuyên mẹ mình đã đến giờ phút này rồi thì mạnh dạn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Và vì tu riêng với nhau cho nên không chung với đạo tràng, cho nên chưa chắc gì 80 năm qua tu hành mà đến giờ phút này chưa, gọi là đến giờ phút này gọi là tất cả đều hiểu thấu đâu. Chưa chắc gì đã vượt ra tất cả những ách nạn đâu. Người phàm phu chúng ta trước khi nằm xuống có vạn sự ứng hiện, bất ngờ quá mình không may. Nếu mà mẹ sơ ý, ý ý lại, đến lúc sau cùng thì ban hộ niệm cũng đành, cũng đành mà coi như là cảm thán mà than rằng chúng tôi đã hết sức rồi và không cứu được. Cho nên mong gia đình cố gắng khuyên người mẹ này, nếu mà những câu hỏi này mà chưa bị đem cái bà mẹ này lên trên 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 này để mà tình này khuyên cho thì nó trực tiếp hơn. Mong cho những người mà tuổi đã già mau mau quyết chí tìm con đường vãng sanh, phải tin tưởng lời Phật để cứu lấy mình. Chứ nếu mà chư vị không tin tưởng thì không ai có thể cứu mình được. Và rất nhiều ban hộ niệm đến cái lúc mà người ta khuyên lên khuyên 2-3 lần mà không được, người ta cũng đành rút lui, chứ người ta không dám tiếp tục.
Tại vì tiếp tục sau cùng rồi thì chính bà mẹ mình ra đi bị thất bại, rồi gia đình cũng buồn, rồi chính cái người hộ niệm cũng thấy mệt mỏi trong con đường hộ niệm. Tội nghiệp trò lắm chứ vị ơi, tất cả đều do chính mình thực hiện con đường nhé. Mong vào các bà mẹ này quyết chí, quyết lòng, quyết tâm lo tìm con đường thoát nạn đi, đừng có bám lấy cái cõi đời này nữa. Không sớm thì muộn, mà trên 80 tuổi rồi thì cũng không có phải là lâu lắm đâu. Cuộc đời ở đây giống như là bóng câu qua cửa sổ, nhanh chóng lắm. Nếu sơ ý lỡ bước rồi, vạn đời vạn kiếp chịu khổ đau đó mẹ ơi. A-di-đà-phật. Dạ, Nam Mô A-di-đà-phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Thầy Diệu Âm.